Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà của Hoa tiếp tục cưa ở xã Mỹ Lệ A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để cưa một cây dừa. Còn có cái cây bơ rất là nhiều trái nè. Bên này nè, chú nhà đã ăn được khoảng 200-300 kg bơ rồi đó. Rất là đã luôn. Cái gốc bơ rất là đã nữa nè. Cái này thì đã bị ngã và bị tét nhánh mà mọc lên lại nè. Cái bên có cây chôm chôm nè. Chôm chôm chín hết rồi, nhưng mà trên đọt thôi. Hôm nay ba mình sử dụng máy Huana 254. Phía dưới thì có mấy cái mít đã có trái ăn rồi nè. Ngay dưới gốc có cái mít nữa. Bên kia thì cây chôm chôm. Chôm chôm vướng cái nhánh qua cây dừa. Ngay đây nó bị cong nữa. Quá trời trái rồi ngồi. Rất là nhiều lên bè lên. Rất là nhiều trái, sai trái lắm. Quá trái luôn mà. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba mình sẽ xử lý cây dừa này như thế nào. Vô rất là nhiều trái luôn. Trời chuyển mưa nên là hơi tối, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Có dừa khô rụng theo nữa. Oh.
hoài vừa, vừa cứng cãi. Phía dưới rất là nhiều cây mít. Bây giờ ba mình sẽ chèn mấy hoài dừa nạo xuống. Như cột 2-3 hoài dừa xuống luôn á. Nó luôn giữa nó không trồng. Dạ. Nó luôn giữa trống rồi vậy. Rất là nhiều người xem ba mình cưa cây nữa. Rất là hâm mộ. Ba bộ mà còn hai hoài giờ cuối cùng. Bắt 5 thùng. Ừ. 35 ngàn gốc. Bây giờ sẽ xử lý tới phần đầu dừa. Cất ngay phần đầu dừa luôn.
Rồi cưa nguyên một khúc dài luôn rồi. Như tới ngay cái phần cong. Vướng cái nhánh chôm chôm. Hạ xuống rồi cưa làm hai khúc. Dập nát phần đầu dừa luôn. Dừa cũng rất là lâu năm rồi nên củ hủ dừa cũng hơi nhỏ. Nó bị tét luôn. Lực ở trên xuống dưới rất là nặng. Cái này là ba thước. Thì chủ nhà cũng không biết làm gì nữa, chỉ cưa đại để đó thôi. Ngay phần bị cong. Là tới nhà luôn rồi.
Dự định lâu năm dữ ha. Mấy chục năm rồi mà. Cái này chắc được 40 năm, 4 năm, 50 năm gì rồi. Quá cao rồi. Khoảng 4 50 năm mà. Ai nha, cái lỗi nó ra tới ngoài da luôn nè. Rất là già. Đây kề sát cái phần cái mít luôn. Video đến đây là hết. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa. Cảm ơn quý vị rất nhiều.